Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính. Mình tiếp tục các bạn chia sẻ về cái chủ đề là cách đăng ký cái thành viên ở trên thư viện Violet nhé, để các bạn tải cái tài liệu về, ví dụ như là tải giáo án này, tải tài liệu học tập này, để các bạn sử dụng nhé. Thì cũng như các video trước thì chia sẻ các bạn là để sử dụng cái thư viện trực tuyến. Cái thư viện trực tuyến Violet này là dùng cho chủ yếu là dùng cho giáo viên và học sinh ở trên cả nước nhé, để chúng ta sử dụng vào quá trình giảng dạy và học tập. Thì thư viện này có thể sử dụng cho các dùng cho giáo viên này, phụ huynh và cả học sinh. Đấy, nói chung là dùng cho tất cả mọi người mà đang có nhu cầu tìm kiếm tài liệu để phục vụ cho công việc học tập và giảng dạy. Thì để sử dụng cái thư viện Violet này này, thư viện Violet này thì các bạn chú ý là mình phải đăng ký thành viên nhé. Đăng ký thành viên thì các bạn mới trước khi các bạn tải tài liệu về thì các bạn phải đăng nhập sau đấy các bạn mới tải tài liệu được. Và muốn đăng nhập được thì các bạn phải đăng cái bước đầu tiên là các bạn phải đăng ký thành viên rồi các bạn mới tải về được. Đó. Thì cái việc đăng ký để các bạn tải bài giảng hoặc là các bạn sử dụng tài liệu để học tập nhé. Thì đầu tiên là để đăng ký thành viên thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ mở cú cốc lên nhé. Rồi. Ở đây là trang chủ của cốc thì các bạn sẽ gõ vào từ khóa là Violet nhé. Violet. Rồi. Tiếp theo là các bạn bấm vào cái nút tìm kiếm kênh lúp ở đây này để các bạn tìm đi vào trang chủ của thư viện trực tuyến Violet. Thì sau khi vào đây thì các bạn sẽ kích vào cái thư viện trực tuyến Violet. Đó, ở đây là violet.vn. Đó. Các bạn kích vào đây. Rồi. Thì sau khi vào đây thì những bạn nào mà đăng ký thành viên rồi ấy, thì các bạn chỉ cần kích vào đây. Ví dụ như các bạn tải bài giảng thì các bạn chỉ cần kích vào đây. À, để các bạn tải bài giảng xuống thôi nha. Các bạn đăng nhập vào và các bạn tải bài giảng xuống. Còn những bạn nào mà chưa đăng ký thành viên thì các bạn sẽ không có tải được nha. Thì những cái bạn mới mới sử dụng lần đầu, chẳng hạn như các giáo viên hoặc là những em học sinh ấy, những em học sinh mà đang tìm kiếm tài liệu để học tập thì các em phải đăng ký nha. Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái góc trên cùng bên phải này, có cái chỗ đăng nhập. Đăng nhập này là dùng cho các bạn đã đăng ký rồi, còn đăng ký là dùng cho các bạn mới đầu tiên vào cái thư viện này, tức là cái bạn mới tinh luôn. Tao bảo thì các bạn sẽ có cái cửa sổ như hiện ra đăng nhập và đăng ký, đúng không? Đăng nhập và đăng ký thì các bạn sẽ nhấn vào đăng ký thành viên. Ở đây họ ghi rõ là quý vị hãy gọi tên truy nhập, mật khẩu vào bảng dưới đây rồi nhấn nút đăng nhập. Đấy. Tức là sau khi nếu mà chưa 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 có tên truy nhập hoặc là mật khẩu. À, nếu chưa có tên truy nhập hoặc là mật khẩu thì các bạn hãy vào đây để đăng ký thành viên. Hãy nhấn vào đây để đăng ký thành viên. Đó, thì các bạn sẽ nhấn vào đây để đăng ký thành viên này. Rồi, thì sau khi vào đây thì cái trang chủ Violet này nó sẽ yêu cầu các bạn điền thông tin vào đây nhá. Thì các bạn sẽ điền thông tin vào cái bảng này thôi. Ví dụ như đây họ cái trang chủ Violet này do người Việt Nam mình lập ra các bạn ạ, cho nên là hoàn toàn bằng tiếng Việt, cho nên các bạn rất là dễ sử dụng nhá. Thì khi các bạn ví dụ như tên truy nhập này là dùng để khi các bạn đăng nhập này, tên này dùng để đăng nhập này, thì các bạn nên đặt những cái tên dễ dễ nhớ một chút. Ví dụ như mình đặt là mình không lấy tên nhé, mình lấy ví dụ cho các bạn xem thôi. Nguyễn Văn Văn A chẳng hạn. Đó, Nguyễn Văn A 2021 chẳng hạn, đúng không? 2021 chẳng hạn đấy. Đấy. Nguyễn Văn A chẳng hạn, đúng không? Lấy cái tên phía trên luôn các bạn nhé. Đó. Nguyễn Văn A, giới tính nam hay nữ, ví dụ như nam thì mình chọn nam, điện thoại, số điện thoại của các bạn nhé. Cái này số điện thoại thì các bạn nên nên nhập cái số điện thoại chính xác của các bạn vào đây. Đó. Thì những cái chỗ nào mà họ đánh dấu sao này này, có nghĩa là bắt buộc các bạn phải nhập vào nha, tên đăng nhập, mật khẩu. Đó. Các bạn chú ý là hai cái dòng đầu tiên này là dùng để cho các bạn sau này các bạn đăng nhập nhá, đăng nhập vào Violet để các bạn tải tài liệu xuống. Và hai cái ô đầu tiên này là quan trọng nhất này, cái tên đăng nhập và mật khẩu. Mật khẩu là cái này các bạn phải nhớ. Thì cái chỗ này nếu các bạn hay quên ấy, thì các bạn nên ghi ra sổ nhé. Các bạn có một cái cuốn sổ và các bạn ghi vào đấy, để khi nào lỡ may là lâu lâu các bạn dùng mà các bạn quên ấy, thì các bạn có thể là dở sổ ra để các bạn đăng nhập lại. Cho hiện nay là mình thấy một số bạn vẫn quên nhé, quên cái tên đăng nhập và cái mật khẩu này nè. Thì khi các bạn quên thì các bạn phải đăng ký lại, đăng ký tài khoản lại, và các bạn lại phải phải lấy cái tên khác rồi là cái mật khẩu khác nhá. Thì rất là mất thời gian. Rồi số điện thoại các bạn gõ vào đây nhá. Ví dụ như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, ví dụ mình lấy ví dụ thôi. Rồi email,
Email các bạn gọi email chính xác của các bạn vào nhé, email chính xác của các bạn. Và đơn vị công tác thì cái này các bạn ghi ở đâu cũng được. Đơn vị công tác có thể các bạn ghi là xã phường của các bạn, hoặc là học sinh ở trường nào đó chẳng hạn, đúng không? Học sinh ở trường nào đó, là trung học cơ sở Lê Lợi, ví dụ ở đây họ ghi là trường trung học cơ sở Lê Lợi, họ lấy ví dụ cho mình luôn này đó. Rồi tỉnh thành nào, sau đây các bạn bấm vào chấp nhận nhá, chấp nhận, chấp nhận. Sau khi các bạn bấm vào chấp nhận, chấp nhận rồi các bạn bấm vào đăng ký đó, đăng ký đó. Thì do ở đây là mình ghi họ yêu cầu này là xin hãy nhập tiếng Việt có dấu này, các bạn phải ghi vào họ tên là tiếng Việt có dấu này, số điện thoại phải chính xác này. Hai cái dòng này là mình ở đây là mình đang làm demo cho các bạn thôi nhá, chứ thực ra khi mà mình đăng ký là mình phải dùng cái tên nó có viết hoa và cái số điện thoại thật của mình thì các bạn mới đăng ký được nhá, số điện thoại thật của mình. Ví dụ Nguyễn Văn A thì các bạn gõ tên thật của mình, các bạn vào đây tên có dấu nhá. Đó, và số điện thoại các bạn gõ vào đây. Rồi các bạn bấm vào chấp nhận và đăng ký. Thì ở đây thì cái trang web này nó phát hiện ra là cái số điện thoại này không có đúng, bởi vì số điện thoại này mình gõ từ 0 đến 9, 1 đến 9 nó không có đúng. Đó, rồi email. Cái email này không bắt buộc các bạn này, email này không bắt buộc. Rồi đơn vị tỉnh thành cũng không bắt buộc. Chỉ có những cái trường nào mà có cái dấu sao này các bạn phải đánh đầy đủ nhá. Đánh đầy đủ. Rồi các bạn cứ làm như vậy nhé. Rồi sau khi các bạn đăng nhập bấm chấp nhận xong rồi các bạn bấm đăng ký là xong nhá, đăng ký là xong. À, ở phía dưới này họ ghi này, ở phía dưới này họ ghi là quý vị phải ghi nhớ tên truy nhập và mật khẩu để có thể đăng nhập vào lần sau. Tức là đây trang web này lưu ý các bạn là phải chú ý hai cái dòng đầu tiên này này, tên truy nhập này là một này, mật khẩu này là hai này, các bạn phải nhớ hai cái này để các bạn đăng nhập vào để các bạn lấy tài khoản nhé, lấy tài liệu nhé, giống như lúc này mình chia sẻ lúc đó. Rồi cái dòng thứ hai họ chú ý mình là sau khi đăng ký để có 100 điểm ban đầu thì quý vị phải kích hoạt tài khoản bằng cách kiểm tra email xác nhận gửi về rồi kích vào đường link trong đó. Đó tức là sau khi các bạn đăng ký xong rồi thì các bạn phải mở email của các bạn lên, mở cái email lúc này các bạn đánh vào đây này, cái ô email này các bạn mở cái email của các bạn lên ở đây nhá. Rồi mở cái email lên rồi sau đó các bạn kích chuột vào cái email đó, kích chuột vào cái đường link của cái thông báo đó để xác nhận là bạn đã đăng ký nhá. Đó. Rồi tiếp theo là dùng số điện thoại đăng ký để nhắn tin và gửi đến số 8279 để lấy 2.000 đồng. Thì thực ra là ở đây có thể là cái này là do cái thông báo mới thôi, còn hồi trước ấy, hồi trước là mình đăng ký thành viên là mình thấy là mình đăng ký xong là mình có 100 điểm luôn và mình vào mình tải tài liệu luôn nhé. Đó rồi xong thì các bạn bấm đăng ký và các bạn thoát ra nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào đăng nhập các bạn nhé. Ví dụ như bây giờ là mình đã đăng ký xong rồi thì đăng ký thành viên rồi, mình sẽ đi vào đăng nhập. Và đăng nhập thì mình sẽ vào lại cho các bạn xem nhé. Rồi mình cũng mở vào Violet này, rồi vào thư viện trực tuyến Violet này, mở lại từ đầu nhé. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đăng nhập hoặc là các bạn muốn tải, ví dụ như các bạn muốn tải tải bài giảng chẳng hạn, đúng không? Tải đề thi và kiểm tra chẳng hạn, đề thi và kiểm tra hoặc là bài giảng, ví dụ như tải bài giảng đấy, mình kích vào bài giảng. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi vào cái mục ví dụ bài giảng của lớp tiểu học, mầm non, trung học cơ sở, phổ thông chẳng hạn, hay là cao đẳng, đại học này. Ví dụ như mình đi vào trung học cơ sở đi, bài giảng của trung học cơ sở, mình vào môn tiếng Anh chẳng hạn, đúng không? Vào môn tiếng Anh đi. Rồi ví dụ như đây mình sẽ tải một số cái bài giảng môn tiếng Anh, ví dụ như mình tải cái bài này đi. Cái bài này đi nha. Mình kích vào cái bài nào mình muốn tải xuống. Sau khi vào đây thì các bạn sẽ thấy cái giao diện của cái bài đây. Thì bây giờ muốn tải cái bài này thì các bạn tiếp tục kéo cái thanh trượt này xuống này, thanh trượt này xuống nhá, và nó có cái ở phía dưới nó có cái bảo là nhấn vào đây để tải về này. Đó, nhấn vào đây để tải về, các bạn kích vào đây nhá, kích chuột vào đây để các bạn tải cái bài giảng này về này. Rồi sau khi nhấn để vào đây để tải về thì do là ở đây thì mình đã đăng nhập rồi, mình đã đăng nhập sẵn rồi thì ở đây nó sẽ hiện ra cửa sổ là bạn có 1489 điểm, và một lần tải một bài thì nó sẽ trừ đi một điểm. Đấy, có nghĩa là với cái số điểm là 1489 điểm này ấy, thì mình có thể tải được khoảng là 1489 cái tài liệu nữa, rất là nhiều nhá. Đấy rất là nhiều, thì chỉ cần kích vào đây thôi, là kích vào đây để tải bài giảng. Các bạn kích vào cái dòng xanh xanh thứ hai này này,
đó, xin xanh thứ hai nhá. Đó, thì lúc này là mình các bạn nhìn vào góc dưới cùng bên trái này thì tài liệu đã được tải về đây các bạn này, đó tải về đây nhá, tải rất là nhanh thôi, không có gì khó nhá. Đấy, thì mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn đăng ký thành viên, trên cái thư viện Violet nhá. Đấy, dành cho giáo viên này, phụ huynh và học sinh. Thì chúc tất cả các bạn là thực hiện thành công nhé. Mình xin dừng video tại đây và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like nhé và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.